Đây là mô hình huấn luyện kíp xe cán bộ của tiểu đoàn 903, lữ đoàn 86 binh chủng hóa học. Mỗi vị trí, mỗi số trong đội hình tiểu đội, trung đội đều là cán bộ đảng viên, thực hiện nhiệm vụ như người chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát, tiêu tẩy, thả khói ngụy trang nghi binh. Ứng dụng mô hình này vừa giúp nâng cao trình độ về chuyên môn binh chủng cho đội ngũ cán bộ, vừa cung cấp những hành động mẫu mực, thực tế cho chiến sĩ học tập. Xuất phát từ tiểu đoàn 902, 903, mô hình kíp xe cán bộ đã nhanh chóng được nhân rộng. Khi áp dụng kíp xe cán bộ vào nội dung huấn luyện thì trước hết người cán bộ phải nắm chắc được về nội dung lý thuyết và sau đó là nội dung thực hành đối với từng trang bị khí tài. Thì từ nội dung nắm chắc này mới có những cái kinh nghiệm rút ra được để truyền thụ một cách trực quan, sinh động nhất đối với người học là người chiến sĩ trong quân đội. Qua mô hình nội dung huấn luyện, kíp xe cán bộ sẽ giúp mỗi người chỉ huy nắm vững hành động của từng đồng chí huấn luyện trên cương vị là các số trên xe. Thì bản thân người cán bộ sẽ rút ra được cho mình kinh nghiệm của bản thân, qua đó nắm chắc về nội dung xây dựng khí tài, làm chủ được trang bị khí tài. Nhưng đối với ngày nay, ví dụ như hệ thống xe tiêu tẩy chuyên cơ TMVA-17, thì việc vận hành dựa trên các bảng điều khiển điện tử và đặc biệt là có hệ thống cần cẩu. Việc nắm nội dung, chúng ta phải đi sâu vào thực hành trực tiếp trên cương vị người sử dụng thì chúng ta mới có thể làm chủ cũng như là từ đó truyền tải kinh nghiệm cho các đồng chí chiến sĩ. Song song với đó, đơn vị còn thực hiện những nhiệm vụ khác, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống ngày càng nổi lên. Đây là những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm mà lữ đoàn thường xuyên thực hiện, luôn đi trước về sau, tìm ra các phương án, đổi mới trong huấn luyện, đổi mới các tình huống để thực hiện huấn luyện. Đơn cử như nội dung, cơ động vượt sông thực hiện nhiệm vụ trinh sát, xe xử lý sự cố hóa chất phóng xạ, bức xạ hạt nhân với mục đích tiếp cận nhanh được vào những khu vực không thể cơ động bằng đường bộ để xử lý kịp thời các tình huống sự cố nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những nội dung được lữ đoàn 86 huấn luyện thường xuyên. Quá trình cơ động vượt sông phải bảo đảm các tiêu chí và yêu cầu khắt khe, bảo đảm cho người và trang bị trong quá trình cơ động trên sông đối với bộ đội mang khí tài đặc chủng vòi voi là rất khó khăn. Thì trong những năm vừa qua thì đối với Đảng ủy chí lữ đoàn đã thực hiện tốt đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó chúng tôi đã thực hiện hiệu quả một số những giải pháp quan trọng như thứ nhất là chúng tôi tập trung nâng cao cái khâu chủ chốt quan trọng nhất đó là cán bộ tổ chức và tham gia thực hành huấn luyện. Thì chúng tôi xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị, có kiến thức chuyên môn, làm chủ được vũ khí trang bị cũng như làm chủ được các cái phương pháp trong quá trình tổ chức, luyện tập, trong huấn luyện và trong thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra thì chúng tôi luôn phát huy tốt công tác dân chủ, đặc biệt là dân chủ trong quân sự. Tất cả các cái nhiệm vụ mới, đột xuất, nhiệm vụ khó, các nội dung liên quan đến huấn luyện trong từng giai đoạn thì chúng tôi luôn tranh thủ cái ý chí của tập thể và xây dựng được cái biện pháp. Thế rồi thì các cái giải pháp mang tính là khoa học thế và nó sát đúng với các đối tượng trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ một. Nhiều phong trào thi đua huấn luyện giỏi được những người lính lữ đoàn 86 cho ra đời, nhanh chóng được hưởng ứng và nhân rộng ra toàn lữ đoàn. Có thể kể tới các phong trào huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, đẩy khá, xóa yếu, vươn lên giỏi trong huấn luyện. Tất cả đều là tiêu chí đổi mới huấn luyện hàng năm. Trong nhiều năm vừa qua là đơn vị chủ chốt trong các thực hiện vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện các nhiệm vụ xử lý các cái sự cố hóa chất độc trên khu vực miền Bắc. Thế thì chúng tôi vừa phải huấn luyện vừa thực nhiệm vụ thì chúng tôi thực hiện cái phương pháp huấn luyện là huấn luyện theo từng nhiệm vụ, từng giai đoạn đối với từng đối tượng. Và trong quá trình tổ chức huấn luyện thì chúng tôi tăng cường các nội dung huấn luyện thực hành và đưa các nội dung tình huống vào sát các cái nhiệm vụ giải pháp trong cái công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu theo cái nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nêu cao cái tinh thần gương mẫu, lấy cái tấm gương bồi dưỡng của cấp trên với cấp dưới và thông qua cái việc nêu gương làm trước để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Vì vậy các cái nhiệm vụ khi thực hiện chúng tôi đạt cái hiệu quả tương đối tốt. Chúng tôi duy trì có hiệu quả các cái hoạt động thi đua gắn với các cuộc vận động, các phong trào. Vì vậy nó tạo cái động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ
luôn luôn vươn lên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì thế cho nên là trong những năm qua đối với nữ đoàn cũng rất vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng rất nhiều bằng khen. Và nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống nữ đoàn, nữ đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, 31 tháng 12 năm 1977, 31 tháng 12 năm 2022, nữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Bước vào kỷ nguyên mới, niềm tự hào về trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam về thành tích 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang sẽ tiếp tục là hành trang quý báu để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 86 chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là lá cờ đầu, là đơn vị phòng hóa tinh nhuệ, hiện chiến hàng đầu của Bộ Quốc phòng và binh chủng hóa học.